Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Thưa quý vị, con người muốn đạt được thành công phải hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có nghĩa là phải nắm bắt được đúng thời điểm mới mong có được thành công. Theo đó, các chuyên gia tử vi tâm linh cũng chỉ ra rằng có 6 con giáp nếu không thức thời nắm bắt thiên cơ, chắc chắn sẽ gặp vận đen, cẩn thận vỡ nợ, mất trắng, tán gia bại sản, bạn bè xa lánh mà người thân cũng hắt hủi tránh xa. Vậy thiên cơ được tiết lộ là gì và những con giáp này cần phải làm gì để tránh được vận đen đeo bám? Những con giáp đen đủi trong ngày nay là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi những phân tích ngay sau đây. Một, tuổi Tý. Ngày 11 tháng 10 âm lịch này có lẽ không phải một khoảng thời gian khá thuận lợi với người tuổi Tý, thậm chí do ảnh hưởng của quá nhiều hung tinh, các kế hoạch của bản mệnh phải chịu cảnh dậm chân tại chỗ, khó đạt được bước tiến lớn lao. Trên phương diện sự nghiệp, do có cục diện tương phá cản lối, con giáp này thường vướng phải những chuyện lục đục nội bộ, kẻ tiểu nhân ném đá xấu tay khiến công việc tưởng chừng thuận lợi bỗng chốc vấp phải nhiều khó khăn. Nếu bạn không giữ vững được quan điểm của mình thì rất dễ lạc mất hướng đi, suy nghĩ bốc đồng hoặc có những hành động sai trái. Tài lộc cũng khó có những bước tiến như ý muốn, bạn tốn nhiều thời gian và công sức để cạnh tranh với đối thủ nên dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi mà thành quả cũng chưa có thể thấy được rõ ràng. Có lẽ đây là khoảng thời gian bạn phải chấp nhận hy sinh để bon chen, giành giật, tìm ra lợi thế của mình và trông đợi vào cơ hội ở tương lai. Tý Dậu tương phá nhắc nhở con giáp tuổi Tý không chỉ tập trung vào nhiệm vụ mà còn đề ra những biện pháp phòng ngừa thích hợp để bảo vệ kết quả công việc mình đã làm. Thực thần mang lại cơ hội kết nối với những người thành công cho con giáp tuổi Tý trong ngày hôm nay. Có thể nói đây là cách để bạn có thể phát triển bản thân thành công. Hôm nay là ngày để bạn triển khai và phát triển những ý tưởng của mình ra thực tế. Ngũ hành tương sinh mang tới cơ hội cải thiện sức khỏe cho bản mệnh. Có người đang ốm bệnh, may mắn gặp được bác sĩ tận tâm chữa trị cho mình. Bạn có thể hoàn toàn an tâm rằng mình sắp khỏi bệnh rồi nhé. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 2. Tuổi Mão. Các chuyên gia tử vi tâm linh cho biết do gặp phải cục diện Mão Dậu tương xung cho thấy mâu thuẫn trong quan niệm sống của người tuổi Mão và một nửa của mình. Bạn chỉ muốn giữ những người bạn và người thân cho riêng mình, không muốn họ thân thiết với người khác. Bạn cần phải học cách chia sẻ tình cảm với người bạn yêu thương thay vì luôn luôn giữ khư khư người ấy cho bản thân. Họ cũng cần có những mối quan hệ ngoài xã hội khác. Trên phương diện sự nghiệp, nguyệt lệnh lâm tử khiến cho bản mệnh luôn cảm thấy buồn phiền, mệt mỏi và hay lo nghĩ, thường so đo thiệt hơn nhưng lại không có hành động thực tế để giải quyết vấn đề. Nếu duy trì tình trạng này, bạn không chỉ thụt lùi so với chính bản thân mình mà còn tự tạo cơ hội để người khác vượt qua mình. Trên phương diện tài lộc, bản mệnh thường hay chần chừ, do dự nên dễ chậm chân so với đối thủ. Hơn nữa, bạn vẫn mãi đi theo lối mòn nên chưa thể khiến đồng tiền chảy vào trong túi nhiều hơn được. Đây là lúc con giáp này cần nhìn nhận lại bản thân mình, tìm ra ưu thế cũng như khuyết điểm của bản thân để có định hướng phát huy và sửa đổi trong tương lai. Bên cạnh đó, thiên tài chỉ cho con giáp tuổi Mão biết rằng bạn giàu có không chỉ ở số tiền mà mình nắm giữ mà còn ở tư duy tiền bạc, giúp bạn tiết kiệm sức lao động nhưng vẫn có được nguồn thu nhập mơ ước. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Ngọ. Thiên quan khiến tuổi Ngọ muốn tách biệt ra khỏi những tác nhân tiêu cực. Mọi người muốn tìm ra điều gì khiến bạn hành xử lạ lùng như vậy? Tuy nhiên, bạn không cần phải nói với họ nếu không thích, cứ để cho họ đặt câu hỏi, vậy thôi. Với nhiều thử thách, khó khăn bày ra trước mắt, đòi hỏi bạn phải cố gắng hết sức để vượt qua. Đừng lo công sức của mình bỏ ra là uổng phí, chỉ cần bạn chịu lao động thì chắc chắn sẽ gặp được cơ hội, lội ngược dòng, khẳng định giá trị của bản thân mình. Dưới tác động của cục diện tương phá, con giáp này cần phải cẩn thận trước nhiều nguy cơ trong môi trường làm việc. Có thể người đồng nghiệp, bạn bè bạn tin tưởng, tưởng chừng như thân thiết sẽ phản bội bạn vì lợi ích.
Vì thế hãy luôn cẩn trọng trong mọi quyết định, chớ vội vàng tin tưởng bất cứ ai, cho dù đó là người quen biết đi chăng nữa. Thời điểm này bạn làm việc gì cũng nên dựa vào sức của chính mình. Ngũ hành xung khắc khuyên bản mệnh có rắc rối gì trong chuyện tình cảm thì nên tìm cách xử lý sớm, nhất là những hiểu lầm cần nói ra một lần để đôi bên hiểu nhau hơn, tránh việc nuôi sự bực tức trong lòng quá lâu. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Dậu. Theo các chuyên gia tử vi học, cục diện tự hình xuất hiện cho thấy, nếu quan sát tuổi Dậu lúc này muốn ở một mình, hãy thoải mái từ chối những lời mời nhé. Chăm sóc bản thân, quan tâm đến những nhu cầu cá nhân, giúp cho bạn dễ thấy chị. Chăm sóc bản thân, quan tâm đến những nhu cầu cá nhân, giúp cho bạn thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đừng lo lắng vẩn vơ trong ngày tỷ kiên xuất hiện nhé, con sát tuổi Dậu, vì khi đó kẻ xấu đã đạt được mục đích của họ. Điều bạn đang trăn trở không đáng ngại như bạn nghĩ. Hãy lạc quan lên và suy nghĩ về những điều tốt đẹp. Khi bạn tích cực, mọi việc mới tốt được. Nếu có dấu hiệu bất an thì tốt hơn hết là đừng làm những việc quan trọng trong ngày hôm nay. Nếu có thể, bạn nên để sang ngày khác phù hợp hơn để tiết kiệm năng lượng và công sức cho mình. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 5. Tuổi Tuất. Ảnh hưởng Dậu Tuất tương hại nên con giáp tuổi Tuất đang dần mất đi động lực khi tin vào một lời nhận xét tiêu cực về ai đó. Bạn vẫn cần thời gian để xác nhận lại thông tin, vì thế hãy bình tĩnh bạn nhé. Trình ấn giúp tuổi Tuất tỉnh táo hơn bao giờ hết, bạn sẽ hiểu giá trị thực sự một thứ mà không ai khác trân trọng. Đối với bạn, điều đó giá trị hơn cách đánh giá của những người xung quanh. Kim thổ tương sinh cho thấy bạn sẽ có nhiều cảm hứng để lên kế hoạch cho một chuyến du lịch dài. Đây cũng chính là cơ hội để bạn có được trải nghiệm mới mẻ và đầy hữu ích. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 6. Tuổi Hợi. Trong ngày hôm nay, thương quan dự báo đây là ngày cảm xúc của tuổi Hợi có phần hỗn độn. Bạn khó tìm thấy đâu là cảm xúc thực sự của mình. Tốt nhất là xuôi theo dòng chảy và để mọi thứ diễn ra như nó vốn có, đừng nghĩ ngợi nhiều. Mục tiêu quan trọng nhất của bạn trong thời gian này chính là định hình những bước tiếp theo trong sự nghiệp. Bạn có đang hài lòng với vị trí hiện tại không? Hay là bạn đang muốn bước đi trên con đường riêng của mình? Hãy tự trả lời trước khi thực hiện những việc tiếp theo. Ngũ hành tương sinh mang tới cơ hội hợp tác, do đó bản mệnh cũng không cần phải làm điều này một mình. Bạn có thể tìm những cộng sự mới, xong hãy thử hợp tác với họ qua những công việc nhỏ để xem liệu hai bên có thực sự ăn ý hay không. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, như vậy kênh chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị 6 con giáp xui xẻo nhất ngày 11 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.